Dạ Vũ xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Vũ xin chúc cô chú anh chị và các bạn được dồi dào sức khỏe. Chiều hôm nay là ngày 6 tháng 5 năm 2022. Vũ đang ở trên đường từ ngoài quốc lộ 57 chạy vô ngay con đường mới mở. Con đường này là vô ấp 1 xã Thạnh Trị. Hôm nay Vũ giới thiệu bán miếng đất nền nhà. Giờ Vũ mời cô chú anh chị và các bạn cùng theo chân Vũ vô miếng đất. Ngay đây có cái cống. Ở đây con lộ mới làm rất là ngon, rất là đẹp, rất là rộng rãi các bạn. Rồi cái miếng đất bán là ngay cây dừa các bạn. Rồi tới đây là tới miếng đất bán. Thì ngay miếng đất, ví dụ đứng ngay trước miếng đất này nhìn vô là đường vô ấp 1 của xã Thạnh Trị nha các bạn. Còn các bạn đi ra hướng này là ra ngay chỗ ngã tư ra nhà thờ, ra quốc lộ 57. Đó, hướng này là hướng ra quốc lộ 57B, đường mới mở nha các bạn. Còn đây là một cái con đường trong nữa nè. Con này con đường trong của xã Thạnh Trị. Hướng trước mặt Vũ là hướng về ủy ban xã Thạnh Trị nha các bạn. Về ấp 1 xã Thạnh Trị á. Rồi đây là cái miếng đất bán là ngay cái trụ, có hai cái trụ hai bên đó nha các bạn. Trụ rào á, trụ cổng á, rào á. Ở đây nhà bà con ở cũng rất là đông nha các bạn. Này thì ở đây là thuộc xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre nha các bạn. Đây là miếng đất này là ngang 8,5 m. Dài là 40 thước nha các bạn. Ở đây đã có nền sẵn rồi. Đây. Đây người ta có trồng chuối nè. Vũ đi vô cái chiều hậu đất cho cô chú anh chị và các bạn xem. Đây. Hậu vô 40 thước. Rất là dài nha các bạn. Đây có mấy bụi chuối rất là bự. Thì cái đất này là giá bán 1,5 tỷ, có thương lượng chính chủ nha các bạn. Thì Vũ chỉ quay tham khảo mà thôi. Thì cô chú anh chị và các bạn có mua thì Vũ dẫn vô đây để xem đất. Đây ở trước người ta cũng có xây hàng rào nữa chừng. Ở đây thì hai bên có nhà hết rồi nha các bạn. Cái đất này nằm ở giữa. Rồi Vũ xin nhắc lại chút xíu là miếng đất này là ngang mặt tiền lộ là 8,5 m nha các bạn, chiều sâu là 40 thước,
cái giá bán chính chủ là 1,5 tỷ, có thương lượng. Vũ quay tham khảo cô chú anh chị và các bạn mua thì vô xem cho nó dễ. Vũ xin phép kết thúc cái video. Vũ cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ.